Rồi, chào cả nhà luôn nha. Hôm nay lại tiếp tục đi bẫy cúc nha cả nhà. Hôm nay chạy xuống tới khu này ấy. Nắng quá nắng. Hôm nay em lại đi bẫy cúc với lại cái lập gương nha cả nhà. Đây, lập gương của em nha. Có lập cúc mồi nữa, nhưng mà cúc mồi của em nó em bắt cúc bẫy á, cúc mỗi á, mình đem về mình làm mồi á, nuôi lên làm mồi, nhưng mà cúc bổi của mình nó giờ nó chưa thành mồi xịn nha cả nhà. Nó còn hơi nhát xíu. Nay em chỉ bẫy cái lập gương với lại hai cung thôi. Rồi bây giờ cả nhà xem cái điểm này, em chọn cái điểm này. Đây, vườn Siri nha cả nhà, có cỏ dôi rồi sắp sắp nữa nè. Thôi bây giờ cả nhà cùng theo chân mình đi tìm vị trí để mình xuống bẫy nha cả nhà. Hy vọng là xuống bẫy sẽ kiếm được em nào đó cho cả nhà xem nha.
Đây, nhà thấy ngon chưa? Cúc cò nha cả nhà. Ôi sao cái mỏ bị biết đá lộn với à, cái mỏ xịt máu rồi. Ôi. Đây nha cả nhà, cúc cò nha. Mập ú, cò mập ú. Đây, cái nhà xem cú cò mà mập vậy nè. Quá đã luôn. Rồi cái mình kết thúc cái kèo ở đây luôn nha cả nhà. Thúc bây giờ ở đây luôn. Nãy giờ cũng dài rồi. Cả nhà xem video mình thấy hay á, cả nhà cho mình xin một like với một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Này đi bẫy cúc mà nắng quá cả nhà. Kệ có được cái những cái thước phim hay cho cả nhà xem là cũng được rồi. Đây, ăn cúc cò nha cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn, hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha. Bye bye.